nhất của phim sitcom có mặt ở phiên bản điện ảnh. Diệu Nhi chia sẻ cô gặp rất nhiều áp lực với vai diễn này khi vừa phải giữ lại màu sắc đặc trưng của Linh Đan, vừa phải thể hiện tính cách mới của nhân vật. Chắc hẳn là chúng ta đều tò mò xem Diệu Nhi sẽ mang đến một Linh Đan quen mà lạ như thế nào luôn ạ. Hãy cùng tìm câu trả lời khi đó là xem bộ phim như vậy nha. Thank you.
Thank you.